quý vị, chiều nay Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Với phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, tập trung xem xét, xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền và xử lý pháp luật đối với tập thể cá nhân vi phạm, đặc biệt là các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố và Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo xử lý. Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 386 tổ chức Đảng, tăng 16,3% và 615 đảng viên, tăng 19,2%. Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm qua, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh sẽ chủ động xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, tăng cường giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở những vị trí cơ quan trọng yếu, những địa bàn lĩnh vực nhạy cảm phức tạp, nâng cao chất lượng giám sát địa bàn và cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý. Tiếp tục tập trung kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong công tác cán bộ, việc thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, thông qua kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật thì chúng tôi thấy rằng là có các nguyên nhân. Đó là cái tính nêu gương của người đứng đầu chưa thực hiện cái vai trò nêu gương, thiếu trách nhiệm, không thực hiện hoặc thực hiện không hết chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, đặc biệt là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc phê bình tự phê bình. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và giấy khen cho 48 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.